Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Dạ. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh hôm nay chắc là đi học thế nào không? Như vậy bây giờ mình là
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay đẹp cho mình like nha các bạn.